Mặc dù trước đây đột quỵ thường được xem là bệnh lý của người cao tuổi, nhưng những năm gần đây, tần suất mắc bệnh ở người trẻ từ 18 đến 45 tuổi tăng lên đáng kể. Các bác sĩ cho biết một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trẻ hóa bệnh nhân đột quỵ là do lối sống thiếu khoa học, lạm dụng rượu bia, thuốc lá, lười vận động, lạm dụng đồ ăn nhanh. Triệu chứng đột quỵ ở người trẻ tuổi thường xảy ra đột ngột và không có biểu hiện kéo dài. Do vậy, nếu không nắm bắt được tình trạng với những dấu hiệu của bệnh, thì người bệnh rất dễ bỏ qua, đánh mất giờ vàng, điều trị đột quỵ, để lại những di chứng nặng nề. Để phòng đột quỵ, giới trẻ nên sớm hình thành các thói quen sống tích cực như hạn chế rượu bia, không hút thuốc lá, chất kích thích và có chế độ ăn uống, vận động phù hợp, tầm soát các yếu tố nguy cơ như bệnh lý tim mạch, huyết áp, mỡ máu, tiểu đường và các bất thường mạch máu bẩm sinh. Người đã có bệnh lý huyết áp, tiểu đường và rối loạn lipid máu cần uống thuốc và tái khám đầy đủ để có sự điều chỉnh phù hợp.